Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, tính đến 16 giờ chiều nay, tổng số phương tiện của Đà Nẵng là 1.242 tàu trên 7.430 lao động. Trong đó, số phương tiện đã về neo đậu tại bờ là 1.213 tàu trên 7.171 lao động. Số phương tiện đang hoạt động trên biển 29 tàu với 259 lao động. Cụ thể, khu vực Bắc Biển Đông Hoàng Sa 7 tàu với 70 lao động. Khu vực vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có 22 tàu với 189 lao động. Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của áp thấp để tìm nơi trú tránh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển, đồng thời chỉ đạo cho các đồn biên phòng phối hợp với gia đình, chủ phương tiện thông báo vị trí, hướng đi của áp thấp để kịp thời tìm nơi trú tránh. Các đồn biên phòng đang tiến hành cử lực lượng xuống các địa bàn, hướng dẫn các phương tiện về tránh bão và bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.